Rồi, xin chào các bạn. Ngay ngay bây giờ. Ok, xin chào các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn coi những cái chiếc xe mà mình đã làm rồi ha. Thì đây không phải là những tất cả những chiếc xe mình đã làm, mà đây là một số hình một chiếc xe đẹp nhất mình giữ lại thôi. Có rất nhiều nha các bạn, có cả ngàn chiếc, nhưng mà đây chỉ có những vài chiếc mình lưu dữ liệu trong cái máy tính này. Thì mình cho các bạn coi sơ qua từng chiếc ha. Đây là chiếc đầu tiên. Chiếc đầu tiên này, coi thử chiếc này. Chiếc này được chụp vào ngày 6 tháng 1 2015, cái đây 2 năm. Ok, đây là một chiếc Charlie mình dọn. Thì một chiếc Charlie dọn bình thường như vậy là 8 triệu rưỡi nha các bạn. Đó, thì các bạn thấy là sơn đẹp ha. Đèn còi, xi nhan đầy đủ, yên, ba ga. Chỉ số máy và làm sạch sẽ. Xe này dành cho những bạn nào hay là các em bé, chúng ta sinh viên, chúng ta mua xe này đi học ha. Học sinh đi học. Đó, đây là mặt sau. Ồ, wow. Nhìn mình bá cháy bá chét luôn. À, đây là một con cánh én. Nước sơn các bạn nhìn thấy nó rất là bóng. Ok, mình làm rất là kỹ nha. Đây là dọn nguyên bản thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt. Đó. Con này cũng đã rất là lâu rồi. Đây là một con custom đèn vuông. Wow. Con này nhìn rất là sáng nha, đó dọn hết tổng thể từ trước ra sau. Đây là một con custom 50. Rồi đây là con Charlie, các bạn thấy giống như con hồi nãy đúng không ạ? Thì đa số tất cả những dòng Charlie là mình dọn là giống nhau hết nha. Đó. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp. Giờ tất cả những chiếc xe này mình đều chụp trước nhà của mình nha các bạn, chứ không phải là lấy hình của người khác nha. Rồi xanh đột chuối đúng không? Rồi tiếp theo là một con màu vàng, con này khác hồi nãy ha. Con màu vàng, bánh đen, niền đỏ. Rồi đây là một con 7870 bình sàn bự nha. Đó, con này để coi. Cái con này người đầu tiên sử dụng nó chính là anh Hậu, là chồng của chị Trác Thí Miu đang dẫm lên chương trình Bolero. Đây, người đầu tiên sở hữu con xe này chính là anh chồng của chị Trác Thí Miu nha. Thì giờ anh không còn chạy con này nữa mà anh đổi sang con khác. Đẹp chưa? Đó, tiếp theo là cũng một con chính là chuối. Các bạn thấy hai con này mình dọn gần giống nhau ha, tại vì cái thay mới hết thì nhìn bên ngoài nó y chang vậy. Rồi đó, nguyên một vàng, thấy chưa? Có hai chiếc màu vàng, hai chiếc màu xanh, hai chiếc bên ngoài, một chiếc màu cam bên ngoài. 1 2 3 4 5 6, này rất là lâu rồi nha. Cái gì đây? Trên color thăm phó hình kiếp kiếp anh có thể đoạn số. Không biết tiếng Anh nhưng mà đủ đọc để giải quyết vấn đề. Một vàng. Wow. Ai có xe vô hớp về nào. Quá chuẩn. Quá đẹp. Quá chưa. Rồi tiếp theo là con màu hồng. Đó, nữ tính ha. Phía sau có một cái chiếc xe màu trắng này bạn. Đây là xe của mình nha. Ok, xe của mình. Chiếc xe mà hiện tại các bạn thấy trong shop của mình đó, đó là của mình đó. 50114, biển số 114. Đây, mang cái đây đâu, Charlie. Theo là một con màu trắng. Mình dọn cũng nói chung là cũng mát tay đúng không nào? Quá đẹp. Thêm một con 78 nữa màu trắng. Nhìn bước mát sơn đẹp nha. Rồi đó, tiếp tục này xanh chuối.
có vẻ như mình khoái sang được chuối nha. Con này còn nguyên cái bộ dinh luôn, giò đạp dinh luôn. Wow, chỉ qua một con à. Để coi đây là con gì ta. Đây là con DH88. Dọn lại. Dọn lại kêu 81. Con này là ship đi Hà Nội nè. Con này là ship cho bé em của anh Hậu. Đi Hà Nội. Đã chưa? Con này hiện giờ đang ở Hà Nội nha. Quá chuẩn. Thích màu đen tuyền. Bạn nó thích màu đen. Yêu cầu mình dọn màu đen. Nó thích màu đen thì dọn màu đen thôi. Tiếp theo là một con cúp phong cách lùng màu trắng, trắng tinh, trắng xóa, trắng không thì phải. Biển số 18356, không biết ở đâu ta. 18 mình bó tay. Không biết được 18 ở đâu. Gì đây? Bán laptop. Con này nó ở phà Cát Lái nè. Con này ở đầu cầu phà Cát Lái nha. Bên kia phà Cát Lái hướng Đồng Đồng Nai. Đây là con này là DH88 dọn lên. Một chị cái em bé qua đặt cọc con này. Đó 50176. Ý chưa? Có đề, đang làm đóng có đề. Này con này là đèn vuông nha các bạn, đèn vuông mà dọn thành đèn tròn. Đó, đa số tất cả những xe đèn vuông là mình dọn đèn tròn hết nha. Nhìn không. Con này là con GS125, con này hồi xưa của mình chạy. Mình chạy một thời gian. Mình bán con này chạy về tới Quảng Ngãi luôn nè, từ Sài Gòn dông về Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi băng ra đảo Lý Sơn xong rồi quên vô đó, giữ chưa. Rồi nó đã ra đi theo một anh chàng đẹp trai rồi đó, dân chơi em sao mưa rồi. Tiếp theo là một con màu 78 đỏ, con này ở trên Tân Bình, con này đi về Tân Bình ở rồi. Nhìn đó quá đẹp, nhìn cái màu nó lên tôi không chịu nổi. Con này để coi, con này đi Hà Nội, con này đi về Bắc, không phải Hà Nội mà ở ở đâu á. Con này là cấp 50 chế đề nha, chế thêm đề mát vô dọn cấp luôn. Con này là anh nó đi vô trong đêm là lấy luôn ở trong đêm nè. Con này là cho một chạy vô quận 5, yêu cầu là dọn full. Bây giờ giữ chưa? Dọn coi như là full hết. Tấm ngọc con này dọn hơn 15 triệu. Nhìn ngầu chưa? Rất là dân chơi. Rồi kê bên chiếc Novo là của mình nhá. Lùng. Đó, đây một chiếc cúp lùng nữa 50. Cái gấp này gấp quay. Mình đa số là mình dọn cúp lùng nha. Biển số 3881 50. Hồi xưa con gái của mình còn chút ẹt, giờ lớn rồi. Đây. Đấy, khách vô hớp luôn. Thấy chưa? Chụp hình với anh chàng đẹp trai. Mua xe là phải chụp hình với anh chàng đẹp trai. Con này bấm chưa? Trời ơi. Gái của tôi nó làm viên chết lại bán máy tính nữa. Rồi thêm một con màu xanh. Con này con cúp bầu này nha, con này rất là hay. Đây là một con cúp bình thường thôi, gắn thêm cái bộ bầu phía sau thì gắn cúp bầu rất là đơn giản. Có thay đổi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái gắn cái cúp bầu này vô nha. Cái này nó có sẵn, chúng ta mua chúng ta gắn vô thôi. Đó, nhìn giống như chiếc Vespa vậy đó. Một con trợ lý màu trắng. Thêm một con trợ lý màu vàng chanh. 8 là nó bố. Màu trắng. Con này đi về chợ Bình Điền. Rất là xa. Quên, bánh xe miền Tây chứ lộn. Bánh xe miền Tây. Con màu vàng. Con này đi đâu hả? Không nhớ, lâu quá. Mấy con màu trắng cúp lùng này chạy vòng vòng Sài Gòn. Popper
một con 069, con này đi đâu ta? Con này cái đầu cánh én lâu quá quên. Một em vàng thưa, một con xanh, con này đi về Thủ Đức 82, thêm một con màu trắng nữa cúp lụng vàng chanh đi gấp dinh lại màu trắng. À, như con này đi về Bắc nè, con này đi về Bắc rồi, chung qua 86 50. Ủa sao thấy cái xe không thấy hình quý kìa, 0302. Ồ, lại màu trắng đây. Con này là về quận 9 nè, màu xanh là thành màu hồng đó nha, con này sơn hai màu đó, từ màu xanh chuyển qua màu hồng nữa. Ồ, một con 86 cũ mới lấy về rồi. Chặn đây, con màu hồng này chính là con màu xanh lúc nãy đó các bạn, nó chính là con màu xanh mới mới thôi. Đây, nó chính là con này màu xanh, xong rồi một bé gái lên mua xong yêu cầu chuyển qua màu hồng. Các bạn thấy hai cái yên giống nhau này, tay lái nè, đó thấy cái yên chưa? Ok, thành màu hồng dễ thương. Thấy, thêm một con vàng chanh nữa nè. Xuất sắc. Con này con vàng chanh này đi về quận 10. Lại thêm một con có bầu nữa. Con này cho ly số tự động có đề. Số tự động có đề, đây là số tự động có đề là ring. Số tự động là ring, chế thêm đề. Chế thêm đề mát. Đây. Hình mình đã đảo Lý Sơn đi con mô tô nè đây. Đâu bạn, cái này phải đảo Lý Sơn, cái này là ở Ba Tơ. Thị trấn Ba Tơ. Thấy bóp bơ. Con Charlie màu vàng, con này không giấy. Đó, thêm sao đọc chuối nữa. Thứ tư không giấy. Khoái sao đọc chuối. Mình rất là khoái sao đọc chuối. Đấy, thêm một con số tự động có đề. Lại có bầu nữa. Các bạn nhìn nhìn còn không ớn. Rồi sao đọc chuối nữa. Màu trắng. Màu tím hoặc cả. Con này dữ. Con này giòn dữ. Giòn rất là ngon. Biết ăn này không mà ngon. Đấy, thêm màu trắng cụp tím. Biển số 0651. Con này con này bình thường không có gì ấy, thì mà con 82 có đề nữa kìa, dữ chưa, có đề. Con này là custom 50 0359. Thêm một màu hồng phấn nữa, cái cô là sơn màu ta quay quậy tá lẻ luôn, tè le luôn, xong ra màu này. Rồi thì một con 82 thêm màu trắng, 82 màu hồng, màu trắng nhiều quá, các bạn thấy xe mình dọn rất là nhiều, lâu quá mình cũng không nhớ nữa. Con này 84 này vô một loại. Bây giờ chuyển qua 86 nè, thấy chưa, đẹp chưa, sạch sẽ quá, đẹp quá ngon. Đó, dọn lại là phải dọn như vậy. Quá đã. Con này mới lấy về. Đó, lại thêm màu xanh nữa. Nó trở lại mấy con cũ nha. Con này là lấy về như thế này là bán luôn, không dọn. Rồi, con này đi về chợ Bình Điền. Trong đây có một chiếc của Trấn Thành nữa nha. Con này đi về quận 12. Con này mới lấy bán luôn. Tấm tư. Màu trắng tinh khôi 5041. Okay, DH88 hết. Những dòng mà cúp lùng mà có đề ra là dọn từ xe DH88 hết nha. 90 phần khối. 50 phần khối nó không có đề.
50 phân khối, mà muốn có đẹp phải dọn custom giá phải trên 20 tới 30, rất là mắc. Những con này thì 13 triệu rưỡi thôi. 86 zin. Đấy, wow, thấy chưa? Nhìn mướt mát, ướt át sạch sẽ. Nhìn mẫu chưa chứ mình cũng mẫu lắm rồi đó. Đó, con này dọn nhiều màu chưa? Nhiều, một vàng nữa chứ. Ồ, dọn nhiều màu dữ chưa? Dọn này dọn tới luôn. Đó. Thêm em trắng nữa. Rồi 78 xanh đọt chuối nữa. Khoái xanh đọt chuối. 82. Bóp bơ nhà mình. Quá là nhiều. Nhìn ôn lại kỷ niệm xưa. Ngày xưa có ơi là xưa. Ồ. Bà đây dọn đẹp quá. Full face. Đẹp không chịu nổi. À, đây. Chiếc xe này là của Trấn Thành mua bên mình à. Thì chờ để tìm một cái tấm hình gốc ở trong cái tập mà của Trấn Thành à, đóng này nè. Tập cuối vào ngày 7 tháng 1 hả? Trong cái tập Trấn Thành đóng này là có 3 chiếc xe đậu trước cái đèn xanh đèn đỏ. 3 chiếc xe đều là của mình hết, 2 chiếc cũ và 1 chiếc mới. Hai chiếc Thành Trấn Thành mua chiếc này về để đóng phim. Thôi không phải Trấn Thành mua mà đoàn phim mua cho Trấn Thành đóng phim. Đó rất hân hạnh là được Trấn Thành qua lựa lựa xe. Đây là một con xe ring 86 ring. Lại qua thêm một con 84 nữa. Rồi đó. Trời ơi. Ở. Tao mốt có để. Tao có để. Số tự động nữa. Đó. Đây là nguyên một dàn Charlie. Charlie. Ok, chuyển qua lại tiếp một sao đọc chuối nữa. Cóp quá trời luôn. Câu hoài không hết, nhiều quá. Lùi lại, coi mấy chiếc đầu đi. Đây. Chiếc này dọn 20 mấy triệu. Dọn full face. Rồi nay số 7 dọn chất cơ. Ok, tàu là dinh của cà phê laser ha. Trắng đỏ. Nhìn ngầu chưa, phong cách lạ. Đấy, con này dọn cho một bé ở trên Hóc Môn, hai cha con xuống người Quảng Ngãi luôn, cùng quê. Đã chưa, quá đẹp, không cần phải suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều rồi cũng vậy thôi. 86. Con này đang dọn nha. Con màu đen này nữa. Con này vừa quận 10 rồi. Con này dọn dinh. Chính chủ nữa. Đây, cho đi cũ. Khá là nhiều. Nhìn nhức mắt. Đó. Trông rất là nhiều xe. Đoạn coi cũng không thể nào hết. Rồi, ok. Chúng ta tham khảo chút xíu ở đây. Hẹn lại các bạn. Lúc khác chúng ta sẽ cùng chuyện trò tiếp nhé.